phim về cha đẻ bom nguyên tử Oppenheim của Christopher Nolan tung trailer. Tối ngày 8 tháng 5, giờ Việt Nam, hãng Universal tung trailer chính thức đầu tiên của bộ phim Oppenheim. Làm về quá trình chế tạo một trong những thần chết trong Thế chiến thứ hai, bom nguyên tử, do Christopher Nolan chỉ đạo. Đoạn trailer giới thiệu phim Oppenheim dài đến 3 phút, có hai khung hình đen trắng và màu chạy xen kẽ nhau. Phim chuyển thể từ quyển sách đoạt giải Pulitzer là American Prompter, The Trium and Tragedy of G. Robert Oppenheim của các tác giả Martin Sherwin và Kai Bird kể về cuộc đời của người được mệnh danh là cha đẻ của bom nguyên tử G. Robert Oppenheim. Oppenheim là phim chuyển thể tiếp theo trong sự nghiệp của đạo diễn Christopher Nolan và là phim tiểu sử đầu tay mà ông thực hiện. Tài tử Cillian Murphy hóa thân thành Oppenheim, người gánh vác sứ mệnh dẫn đầu các nhà khoa học chế tạo bom nguyên tử trong dự án The Manhattan Project cho Mỹ trong Thế chiến thứ hai. Sau đó, nhân vật này đã được bổ nhiệm đứng đầu Ủy ban Năng lượng Hạt nhân Mỹ, United States Atomic Energy Commission. G. Robert Oppenheim là nhân vật lẫy lừng trong giới vật lý. Ông được đề cử 3 giải Nobel vật lý trong khoảng thời gian từ năm 1946 đến năm 1967. Nhưng không thắng bất kỳ giải nào cho đến khi qua đời vào năm 1967. Đoạn trailer cho thấy hàng loạt gương mặt diễn viên đình đám cùng diễn xuất trong phim Oppenheim lần này. Minh tinh Emily Blunt đóng Catherine Oppenheim, một nhà khoa học, người đóng một vai trò rất quan trọng đối với Oppenheim trong việc hình thành nên ý tưởng chế tạo bom nguyên tử. Matt Damon vào vai Leslie Groh, người đứng đầu quân đội và chịu trách nhiệm điều hành, quản lý toàn bộ diễn biến của dự án The Manhattan. Bên cạnh đó còn có tài tử Robert Downey Jr. hóa thân vào vai Louis Shea, người ở phe đối nghịch với Oppenheim trong việc chế tạo bom nguyên tử trong thập niên 1940. Ngoài ra dự án còn quy tụ các diễn viên khác như Florence Pugh, Rami Malek, Benny Safdie, Tom Conti. Đặc biệt, Tom Conti hóa thân thành vai nhà bác học Albert Einstein trong phim. Dự án thứ 12 trong sự nghiệp chỉ đạo của Christopher Nolan cho thấy quy mô về đề tài lẫn sự đồ sộ của dàn diễn viên tham dự. Oppenheim là phim tiếp theo mà đạo diễn sinh năm 1970 chạm đến vấn đề chiến tranh sau tác phẩm gây tiếng vang trước đó là Dunkirk, 2017. Phim Oppenheim dự kiến ra mắt khán giả toàn thế giới vào ngày 21 tháng 7 năm nay.